Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 251. Người của nhị phòng và tam phòng nhà họ Dương đã bị đưa đến một nơi khác trước khi giả tiệc diễn ra. Khi Nam Chiếu tổ chức khánh công yến, nhị lão gia và tam lão gia nhà họ Dương hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng chặt. Sau khi cửa mở, số phận của họ cũng kết thúc. Nhiều ngũ nương cùng với cận vệ của thịnh phong trạch bước nhẹ nhàng đến cửa. Không thấy người của đại phòng nhà họ Dương. Có lẽ, Thạch Thị và Dương Tĩnh Uyên, hai vị huynh trưởng khác mẹ, cùng với các cháu trai cháu gái đã bị thịnh phong trạch âm thầm đưa đến đây. Vương gia có lệnh, người bên trong tùy triệu nhị nái nái xử trí. Vào cánh cửa này, vương gia sẽ thực hiện lời hứa. Ra khỏi cửa này, họ sẽ không còn liên quan gì đến ngài. Xin mời, thị vệ ra hiệu cho binh lính mở cửa. Nhiều ngũ nương hít sâu một hơi rồi bước vào. Nàng muốn thạch thị quỳ mọp trước mặt mình, muốn phá hủy người cháu trai mà Dương Tĩnh Nguyên yêu quý nhất, Dương Dừng Ngọc. Nếu không thể yêu nàng, thì hãy để hắn căm hận nàng nhiều hơn, hận đến suốt đời không quên được nàng. Ánh lửa từ chiếc bồn sắt chiếu lên những thân hình của người nhà họ Dương đang ngồi trong phòng bóng tối bao trùm trên mỗi gương mặt đều đầy lo âu và bất an nhiều ngũ nương mặc chiếc áo gấm khác hẳn trang phục của người nam chiếu khiến người nhà họ dương không khỏi giật mình tiếng hò yếu ớt phá tan sự yên tĩnh dương tứ lang hấp hối nằm trên đất vươn cánh tay gầy yếu dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để gọi nhiều ngũ nương tôi sẽ tiếp tục dịch phần còn lại nếu bạn thấy các câu trên đã đáp ứng đúng yêu cầu của bạn tiếp tục dịch phần còn lại. Dưới đây là phần tiếp theo của đoạn văn đã được dịch và chỉnh sửa. Hắn phảng phất như muốn cười, hành trình ngàn dặm, vết thương ở chân chưa lành đã làm hao mòn sức khỏe của hắn. Trong đầu Dương Tứ Lang, hình ảnh cuối cùng xuất hiện là đại bá mẫu Thạch thị. Ngày xuân, ánh sáng mặt trời chiếu vào bạch lộ đường, Thạch thị mặc chiếc áo gấm màu đỏ, đoan trang ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối. Nghiêm Trang nói với Quan Môi Nghiêu Gia mời tới: "Tam Lang nhà ta, luyện đồng tử công trước 18 tuổi không thể tiếp xúc nữ giới, không dám chỉ hoãn việc kết hôn của tiểu nương tử nhà Đô đốc." Hắn cùng Dương Tam Lang trốn sau tấm bình phong, cố nén cười đến mức vai run lên. Hắn cười tinh quái nói với Dương Tĩnh Uyên: "Tiểu nương tử nhà Đô đốc tam phẩm, còn không xứng với ngươi, con vợ kế này sao?" Dương Tĩnh Uyên đấm hắn một cái nói: xứng với ngươi, con trai trưởng cũng đủ rồi. Muốn ta nói với mẫu thân, đổi ngươi đi cưới sao? Hắn lúc ấy nói, ngươi không cần, liền muốn kín đáo đưa cho ta. Tương lai ta nhất định sẽ cưới một tiểu nương tử có gia thế cao hơn và đẹp hơn vợ của ngươi. Nếu có thể trở lại Ích Châu, trở lại như trước đây thì tốt biết bao. Tứ lang, tứ lang. Châu Thị nhìn cánh tay mềm mại của Dương Tĩnh Đình rũ xuống, lao vào người hắn mà lay động điên cuồng. Dương Tứ Lang không còn tiếng động, Châu thị cảm thấy như tim mình bị khuyết một mảng, đau đớn kêu khóc lớn. Nhị lão gia nhà họ Dương may mắn đưa con trai nhỏ đi, chứng kiến Dương Tứ Lang hít một hơi, lệ rơi đầy mặt. "Đều là ngươi, đều là ngươi." Châu thị xoay người đánh về phía nhị lão gia nhà họ Dương, kêu khóc xé rách vạt áo hắn. "Nếu ngươi không tính kế đại phòng, không muốn làm gia chủ, Tứ Lang của ta cũng không chết, chúng ta cũng sẽ tốt đẹp." Bạch Vương buông tha đại phòng, sao không thể bỏ qua chúng ta? Hóa ra là vậy, thịnh phong trạch buông tha đại phòng nhà họ Dương, hắn giao nhị phòng và tam phòng cho mình. Nàng muốn mạng của họ để làm gì? Giúp Dương tĩnh viên tiêu diệt những người tính kế đại phòng sao? Nhiều ngũ nương tức giận đến suýt nữa hộp máu. Nàng từ bỏ tất cả, đổi lấy chỉ là như vậy. Thịnh phong trạch dùng một mặt kim bài để đổi lấy sự thỏa hiệp của phụ thân. Đường đường một vương gia lại vô lại như vậy, nàng nên làm gì bây giờ? Đợi Ngọc duyên đến nam chiếu mang nàng đi sao? Phụ thân đã chết trận, nàng trở về đại đường để làm gì? Sống lặng lẽ ở nhà, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của mẫu thân và các huynh trưởng, đệ đệ, muội muội sao? Không, nàng không nên sống cả đời như vậy. Trong đầu nghiêu Ngũ nương chợt lóe lên ý nghĩ, nàng lạnh lùng quát. Câm miệng hết! nếu không ta sẽ hạ lệnh giết các ngươi ngay bây giờ. Giọng nàng khiến những người nhà họ Dương đang khóc thương Dương Tứ Lang lập tức im lặng. Rất tốt, nhiều ngũ nương lạnh lùng nói. Bạch Vương Điện Hà giao mạng các ngươi cho ta, nếu không muốn chết, hãy nói cho ta biết, hoán hoa cẩm là loại gấm gì. Nàng không tin lời quý anh anh nói hoán hoa cẩm thua kém gấm lâm giang tiên. Nhà họ Dương năm nay thề sẽ đoạt lại ngôi vị cẩm vương khoán hoa cẩm mới dệt nhất định có điểm đặc biệt. Quý anh anh không chịu nói, nàng nhất định phải biết rõ. Ta biết. Châu Thị đau lòng vì tứ lang, sợ chết khiến nỗi đau nhói lên, không thể nhịn được mở miệng nói. Mọi người trong hai phòng nhà họ dương lộ vẻ mặt quái gì. Trước đây, nhị lão gia cùng Thạch Thị đã ước định, nếu không đoạt được môi cẩm vương, Dương Tĩnh Sơn sẽ nhường vị trí gia chủ đại phòng giữ bí mật về gấm hoán hoa cẩm kín như bưng mọi cách thăm dò cũng chỉ biết được tên gấm là hoán hoa cẩm thậm chí chưa từng thấy hàng mẫu châu thị làm sao có thể biết rõ châu thị yêu cầu một sự đảm bảo nếu ta nói ra người biết rồi còn muốn giết chúng ta thì sao nhiều ngũ nương cười khẩy không nói thì chết nói có lẽ có thể giống mọi ánh mắt của hai phòng đều dồn vào châu thị nàng lấy hết dũng khí nói lúc cùng đại nái nái của đại phòng ngắm hoa, vô tình nghe nói. Gọi là hoán hoa cẩm vì tam nái nái ở bên cạnh hoán hoa khê, nhân gia lập hạ đại công, tơ nhiễm lung tung cũng có thể dệt ra gấm hoán hoa. Nàng nói xong, thấp thỏm bất an nhìn như ngũ nương. Tất cả mọi người im lặng. Ý này là gì? Đại nãi nãi nhà họ Dương trong lời nói có vẻ mỉa mai, nhưng lại nói rõ bí mật trong đó. Nhiều ngũ nương lầm bẩm hỏi lung tung nhiễm ra tơ là gì? Nhị lão gia nhà họ Dương liền nhớ ra. Lúc thờ cúng tầm hoa nương nương, quý thị từng chọn những con tầm bị nhiễm tơ. Ai cũng biết kén không hút tơ trở nên thành thục tơ, sẽ không bị nhiễm chế. Đây là lung tung nhiễm ra tơ. Mặc kệ là dạng gì, cứ theo khuôn mẫu mà nhiễm đan rồi xem sao. Nhiều ngũ nương thở phào nhẹ nhõm, nàng không hiểu việc dệt gấm, nhưng có thể nhờ người làm nếu quý anh anh không chịu nói, thì để nàng chịu khổ. Chuyến này cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Nàng xoay người bước ra ngoài. Thấy nàng đi ra, thị vệ cười nói. Triều nhị nái nái, mà tướng sẽ sai người đưa ngươi trở về phủ phó sứ đại nhân. Quốc chủ phong triệu tu duyên làm phó sứ cục hàng dệt bằng máy, đồng thời không quên những nhà giàu có ở Ích Châu bị bắt đến. Trong thành có một con phố riêng, phân biệt cho các phủ đệ. Một đêm qua đi, ở Ích Châu Thành, hai triệu gia dương đấu tranh trăm năm đã đến Nam Chiếu Thái Hòa Thành, trở thành hàng xóm chỉ cách một bức tường. Những người bị bắt từ đại gia đình đến cũng do quản lý mỗi phủ quản lý, đồng thời còn có một số lượng lớn tơ lùa. Theo ý vừa quốc chủ và đỗ ngạn, giải thoát họ khỏi thân phận đầy tớ, để họ cắm dễ ở Nam Chiếu, mới là thượng sách. Triệu gia tu duyên vì hắn lên làm phó sứ, một lần nữa tiến vào sân rồng mặc dù không thể so với phủ triệu gia ở Ích Châu, nhưng so với những người trụ trúc giạp tượng công thì đã khác nhau một trời một vực. Nếu không có ích lợi đối với triệu tu duyên, có lẽ ngày mai chính mình cũng sẽ bị hắn đuổi đến chuồng bò. Nhân lúc triệu tu duyên mới nhậm chức không bận tâm đến mình, như ngũ nương trở lại dinh thự thái hòa lòng dạ chỉ trong một buổi tối, liền khiến binh sĩ trông coi cửa phủ truyền một phong thư cho mình. Nếu thịnh phong trạch đã lợi dụng rồi bỏ rơi nàng, nàng chỉ có thể đầu quân cho kẻ địch của hắn, thanh bình quan đỗ ngạn của Nam Chiếu. chương 252 Hiệu quả của rượu thuốc rất tốt. Ngày hôm sau tỉnh lại, quý anh anh dùng tay đỡ cái bàn và đặt chân xuống đất. Nàng thử buông tay ra và bước một bước. Mắt cá chân có chút đau, nhưng đã có thể chịu lực. Nếu đã có thể từ từ đi lại, lúc này nên rời đi thôi. Nàng từng bước một từ từ tiến về phía cửa. Khi bước vào phòng, ánh mặt trời sáng lạn đột nhiên bị che phủ bởi bóng tối, chân quần rộng và đôi giày nhọn hiện lên trước mắt nàng. Nàng không ngừng đầu, nhẹ nhàng nói. Ta có thể trở về phường nhuộm. Trong khoảnh khắc, Thịnh Phong trạch hối hận vì đã dùng rượu thuốc để chữa lành vết thương cho nàng. Khoảnh khắc đó, thái độ không nghĩ ngợi nhiều của nàng khiến hắn mơ hồ cảm thấy khó chịu. Không nghe thấy câu trả lời, nàng coi như hắn đã đồng ý. Thịnh Phong Trạch đã nói rằng khi vết thương lành, sẽ đưa nàng trở về phường nhuộm. Cảm ơn ngươi, vì ngày hôm qua đã đạp triệu tu diên một cước. Quý anh anh bước ra cửa, khom người chào nhẹ, rồi bước qua bên cạnh hắn. Trong cung chỉ có những cô gái nam chiếu hầu hạ, nàng thay một chiếc váy dài rực rỡ, dưới ánh mặt trời, váy như những bông hoa nở rộ, như một đám mây ngũ sắc nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn. Ngươi không ngừng đầu, Sao biết đứng trước mặt ngươi là ta?" Thịnh Phong Trạch chậm rãi mở miệng hỏi. Quý anh anh dừng lại. Thịnh Phong Trạch tiến tới trước mặt nàng, giọng mang theo một chút mong chờ. "Ngươi có thể cảm nhận được là ta đúng không? Ngươi quen thuộc hơi thở của ta, ngươi tin tưởng ta. Vì tin ta nên ngươi hận ta vì không thể bảo vệ gia đình ngươi. Trong lòng ngươi, ngươi vẫn nghĩ rằng ta có thể bảo vệ ngươi và gia đình ngươi. Anh anh, thật ra ngươi đối với ta Vương gia mặc quần làm từ lụa thượng hạng, nhuộm sáu lần mới đạt màu xanh thấm. Dưới ánh mặt trời như xanh, phía sau lưng như mực. dày vương gia đi theo sư tử rất sống động bằng chỉ tối màu. Những lời khó khăn mới nói ra bị nàng cắt đứt một cách đơn giản. Như thể một chậu nước lạnh rội thẳng xuống, trên người thịnh phong trạch tỏa ra hơi lạnh. Quý anh anh lại cúi chào, từ từ đi xuống bậc thang. Trong khuỷu tay hắn như còn cảm nhận nàng nhẹ nhàng, mềm mại dựa vào như một nhánh cây đằng vô lực bám vào cây lòng bàn tay hắn vẫn còn cảm giác nắm mắt cá chân của nàng chân nhỏ bé mảnh mai như một con thỏ hoảng sợ vừa buông ra liền lập tức chạy trở về hô hấp trong khoảnh khắc trở nên rồn rập khi nhìn thấy bóng nàng càng lúc càng xa thịnh phong trạch vẫn chưa rõ mình thực sự muốn gì nhưng chân đã bước xuống bậc thang hai tay tự nhiên ôm lấy quý anh anh hiện tại không thích hợp đi xa, uổng phí rượu thuốc của bản vương. Cúi đầu liếc nàng một cái, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, che đi ánh mắt nàng. Tâm như bị lông vũ phất qua, sinh ra cảm giác chua xót nhẹ nhàng. Chưa từng có cảm giác này, khiến thịnh phong trạch có chút hoảng hốt. Cho đến khi thấy dưới chân núi bờ sông phường nhuộm, hắn mới đột nhiên nhận ra, đã đến nơi. Những binh sĩ canh giữ cửa chính phường nhuộm thấy hắn đều rối rít khom lưng hành lễ. Thịnh Phong Trạch xuống ngựa, cẩn thận bế nàng xuống. Trở về đi. Quý anh anh lại cúi chào, từ từ đi vào phường nhuộm. Nghe tin tức, quan lại nhỏ và chắc Mama ra đón. A à Kim Tiến lên đỡ nàng. Người không tổn hao gì được giao lại cho các ngươi. Nàng giỏi trong việc nhuộm tơ và phối màu, hãy tận dụng tài năng của nàng để không phụ kỳ vọng của quốc chủ. Thịnh Phong Trạch nghiêm trang khiển trách quan lại nhỏ quản lý phường nhuộm. Ánh mắt lướt qua mặt trác ma ma, màu sắc rực rỡ của váy lóe lên, rồi biến mất khỏi tầm mắt. "Vương gia yên tâm, mọi người ở đây đều là những bảo vật quý giá, hạ quan sẽ cẩn thận chăm sóc." Quan lại nhỏ thực sự không dám nhìn thẳng vào mặt Thịnh Phong Trạch. Hắn cầm roi đánh người, không cần nói câu nào, cũng đủ khiến người khác sợ hãi quỳ xuống. Sau đó, hắn tự trách mình nhiều lần, hận mình ngu ngốc. Sao lại không nhìn ra chác ma ma bảo vệ dương quý thị như thế nào? Chác ma ma là người từ bạch nhai cung, nàng bảo vệ dương quý thị, tất nhiên là ý của vương gia. Chọc giận vương gia tại đây muốn trách phạt nữ nhân, thực sự như tôn bồ tát được nâng niu. Nghe tiếng vó ngựa vang lên, quan lại nhỏ cẩn thận ngẩng đầu, thấy thịnh phong trạch đã đi xa. Hắn thở dài một hơi, thẳng lưng lên, thấy chắc mama vẫn đứng trước mắt đưa tiễn bạch vương điện hạ hắn cười mama dương quý thị đã có tay nghề tốt có phải nên sắp xếp cho nàng một gian phòng tốt nhất để nàng riêng biệt chế thuốc nhuộm chắc mama mỉm cười nói quốc chủ hưng binh tấn công đường bắt được những thợ giỏi để nam chiếu cẩm nghiệp hưng thịnh nhân tài như vậy tất nhiên phải ưu đái lão thân đã sắp xếp nàng ở gần nơi có nước phường nhuộm ven sông chỗ ở của các quan viên nằm ngay bờ sông là sân đá riêng biệt. Ban ngày ánh mặt trời rất gay gắt, vào đông nhiệt độ ban đêm đột ngột giảm, thậm chí cần lò than để chống lạnh. So với những nhà gỗ của thợ nhuộm bình thường, chỗ này tốt hơn gấp 10 lần. Quan lại nhỏ liên tục gật đầu. Mama làm việc chu đáo, bổn quan yên tâm. Chắc Mama cúi chào hắn, dẫn theo thuộc hạ trở về phường nhuộm. Gian phòng rộng rãi, sạch sẽ, A Kim yên tĩnh đứng hầu bên cạnh. Quý anh anh hiếp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng lạn. Thời gian cho cơ hội cần yên tĩnh chờ đợi, nếu không làm gì, nàng sẽ bị sự tĩnh lặng này làm cho phát điên. Nàng nhớ tới những sắc thái cực kỳ rõ ràng của gấm ở bạch nhai cung, liền phân phó A Kim. Lấy một ít sợi tơ trước cẩm của Nam Chiếu đến. Nghe nàng muốn nghiên cứu nhuộm sợi tơ, ánh mắt A Kim sáng lên. Nô tỳ sẽ đi ngay có thể thấy rằng người Nam Chiếu thật lòng hy vọng đạt được tài nghệ chức cầm của Đại Đường. Nếu không phải vì cuộc chiến này, quý anh anh có lẽ sẽ không giữ kín như vậy. Bởi vì chiến tranh, bởi vì hận thù, nàng không thể nào giúp đỡ người Nam Chiếu. Tuy nhiên, việc học hỏi công nghệ nhuộm màu của Nam Chiếu lại là một cơ hội tốt. Gian phòng rộng rãi dần dần bị chất đầy thuốc nhuộm và sợi tơ vải vóc. Những loại thực vật đặc biệt trong núi rừng Nam chiếu nhuộm ra những sắc thái rực rỡ mà đại đường không có. Quý anh, anh thích thú, không còn khổ sở ngắm mặt trời ban ngày và trăng sáng tròn khuyết ban đêm nữa. Nửa tháng sau, quan lại nhỏ tìm gặp chác ma Dương quý thị điều chế thuốc nhuộm thật sự rất giỏi. Cách điều chế cũng không chút keo kiệt mà viết ra. Nhưng hạ quan nhận được lệnh từ cấp trên. Hàng dệt bằng máy cho rằng tài năng của nàng không được trọng dụng ở phường nhuộm của chúng ta muốn nàng đi phối màu cho trước cẩm. Hàng dệt bằng máy, lại là triệu tu duyên. Chắc ma ma tỏ ra khinh thường. Nếu là triệu phó làm, hạ quan còn có thể ứng phó. Quan lại nhỏ chỉ lên đầu, miệng hình thành ba chữ thanh bình quan. Chắc ma ma hiểu. Phường nhuộm này nằm trong phạm vi thế lực của Bạch Nhai Cung. Phải để vương gia quyết định. Tin tức đến tai thịnh phong trạch, đỗ ngạn muốn quý anh anh ám sát mình đặt nàng ở phường nhuộm nửa tháng không thấy, đỗ ngạn sốt ruột sao? Chủ tử, chỉ có để nàng ở bạch nhai cung mới được. Xích hồ nói thẳng, giữ nàng bên cạnh là một đề nghị đầy mê hoặc, thịnh phong trạch trong mắt lóe lên hình ảnh màu váy bay qua. Quốc chủ sẽ không muốn thấy bản vương vì một nữ nhân mà xung đột với thanh bình quan. Đỗ ngạn mong hắn đem quý anh anh về cung, đó là để giết chết, ngăn chặn sạch sẽ kẻ thù. Làm như vậy, triều thần sẽ hợp nhau tấn công. Đỗ ngạn, ngươi vì báo thù cho con, muốn bản vương bị cô lập hoàn toàn. Không, đỗ ngạn đã biết ý của mình với quý anh anh. Hắn nhất định sẽ giữ chặt quý anh anh trong tay. Thịnh phong trạch đột nhiên nghĩ đến điều này. Chuẩn bị ngựa. Hắn cùng đỗ ngạn xoay quanh tính toán tâm tư đối phương. Vòng qua vòng lại, thịnh phong trạch bỗng nhiên nhận ra, trừ khi mình không quan tâm đến quý anh anh, nếu không cũng sẽ rơi vào bẫy của đỗ ngàn. Nhanh như chớp, hắn đuổi về phía phường nhuộm, trong lòng thịnh phong trạch có một chút hối hận, hắn không nên để nàng trở về phường nhuộm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 253. Từ Thái Hòa Thành đi về phía Nam, vượt qua mười mấy dặm vùng quê, sẽ tới phần đất thuộc Thái ấp của Bạch Vương Thịnh Phong Trạch. Bầu trời xanh không một ngợn mây, ánh sáng mặt trời chiếu rọi không chút chờ ngại gần phường nhuộm dưới chân núi, bên núi gần dòng sông, dân cư sinh sống xen kẽ tạo thành một thị trấn nhỏ. Đi qua con đường chính của thị trấn nhỏ, dân cư thưa thớt dần, giải rác trên sườn núi. Ở phía sau điện hành cung của Bạch Vương, trong một ngọn núi thấp, có một ngôi nhà đá đơn sơ, đó là nhà của thợ săn Hàn Tứ. Lúc này, từ căn bếp đơn sơ phía đông phòng vang lên tiếng ho khan. Bỗng một tiếng ầm, Cánh cửa gỗ của căn bếp đơn sơ đổ sập xuống đất, một nam một nữ lao ra từ trong bếp, cuốn theo làn khói dày đặc. Cả hai bị khói hun khiến ho khan dữ dội, không thể đứng thẳng lên được vì khó chịu. Thập tứ ca, uống nước đi. Cô gái cầm lấy hồ lô từ trong chung nước, múc đầy rồi đưa cho anh. Người đàn ông đầy bầu nước trở lại trước mặt cô, hít thở sâu vài hơi rồi mỉm cười nói. Thất nương, người uống trước đi, ta khá hơn nhiều rồi là lỗi của thất nương. Ô Cô gái nói rồi bật khóc, mặt dính đầy khói bụi trông như bức tranh thủy mặc, tay cầm hồ lô run rẩy, nước bắn tung tóe khắp nơi. Người đàn ông vội vàng lấy hồ lô, không vội uống nước, đặt hồ lô lên chung nước, rồi cầm tay cô gái nói một cách dịu dàng. Thất nương nhà ta là tốt nhất, đi rửa sạch mặt đi, rồi sẽ thấy xinh đẹp như hoa. Cô gái cảm động, nhưng vẫn bỏ tay hắn ra cố chấp nói. Không rửa mặt, ta không tin hôm nay không nấu được cơm. Nói xong quay người định vào bếp. Cửa nhỏ phía sau viện bị đẩy ra, Dương Tĩnh Uyên mặc áo lam ngắn và quần đen, gánh một đôi thùng nước tiến đến. Ngẩng đầu nhìn thấy khói bốc lên từ trong bếp, anh không thể không nhíu đôi mày kiếm đẹp, cầm một thùng nước đi tới. Xì, sì. một thùng nước đổ hết vào bếp, nước suối lạnh từ khe núi rội lên đống củi đang cháy, tiếng xèo xèo vang lên khói xanh bốc ra. Nước hòa với khói bụi đen từ bếp chảy xuống, căn bếp đơn sơ vốn đã đầy nước đục, giờ càng hỗn độn hơn. Việc đốt ướt lòng bếp muốn nhóm lửa lại trở nên khó khăn, khiến việc nấu một bữa cơm trở thành nhiệm vụ bất khả thi đối với nhiều thất nương. Nàng giận dữ chỉ vào Dương Tĩnh Uyên kêu lên. Dương Tam Lang, ngươi làm cái gì thế? Dương Tĩnh Uyên đứng trong sân, nghe vậy ngừng đầu nhìn về phía nóc nhà. Hắn đang nhìn gì vậy? Có phải có con chim bay tới nóc nhà không? Nhiều thất nương với tâm tư đơn thuần đã quên mất cơn giận, vô thức kiễng chân nhìn lên nóc nhà. Người có biết tại sao ngươi và tăng thập tứ nhóm lửa lại bị hun khói khó chịu không? Giọng nói của Dương Tĩnh Uyên như ánh mặt trời mới lên, mang theo vẻ lười biếng. Tính tình thẳng thắn của nhiều thất nương nhanh chóng bị sự tò mò lấn át. À, tại sao vậy? Dương Tĩnh Uyên nhìn nàng với ánh mắt đồng cảm xách thùng nước đến bên tường rồi để xuống. Tốt bụng giải thích. Bởi vì ta đã chặn ống khói. Dương Tam Lang chặn ống khói. Hắn thật sự trêu đùa mình và tăng thập tứ như vậy sao? Dương Tam Lang, người thật quá đáng. Nhiều thất nương nhíu mày, đưa một trường về phía Dương Tĩnh Nguyên. Cầu gốc, nghe được trường phong, Dương Tĩnh Nguyên chân phải lui về phía sau dịch nửa bước. Khó khăn lắm tránh đi một trường này, không đợi nhiều thất nương lại nhào lên vặn vẹo đánh, nhàn nhạt, nhạt nói ra biết rõ vì cái gì ta ra ngoài nấu nước muốn đem ống khói chặn nghe thấy tiếng gió của trường dương tĩnh uyên lùi nửa bước về phía sau khó khăn lắm mới tránh được không đợi nhiêu thất nương nhào lên đánh tiếp hắn nhàn nhạt, nhạt nói người có biết tại sao ta phải chặn ống khói không ta cần gì phải biết người trêu đùa ta và thập tứ ca thảm như vậy người thật quá đáng người đúng là đáng bị ăn đòn Nhiều thất nương ngẩn người vén tay áo định đánh nhau. Tang thập tứ kịp phản ứng, nhảy vào giữa hai người, cười khổ nói. Tam lang, ta biết ngươi nhìn thấy ta và thất nương thân mật, ngươi thấy không thoải mái. Ngươi ghen tị ta, nhưng không cần phải trêu chọc chúng ta như vậy đâu. Khi nào ngươi trở nên hẹp hòi thế? Thì ra dương tam lang bị kích thích, nhiều thất nương nguôi giận hơn nửa, ngọt ngào kéo tay áo tang thập tứ nhỏ giọng nói. Thập tứ ca, ta sẽ lên nóc nhà thông ống khói rồi nấu cơm cho ngươi. Không cho phép nấu cơm. Dương Tĩnh Uyên khinh bỉ nhìn hai người, giơ tay chế giễu. Tang thập tứ, ta không hẹp hòi đến mức đó đâu. Chỉ là các ngươi quá ngu ngốc. Dương Tam Lang, ta đã không tính toán với ngươi, ngươi còn dám mắng thập tứ ca. Nhiều thất nương tức giận bốc khói, nếu không phải tang thập tứ giữ lại, nàng nhất định sẽ đánh Dương Tĩnh Uyên. Dương Tĩnh Uyên mặc kệ nàng, cầm một thùng nước khác, quay người rót nước vào bể cá, giận dữ nói. Hàn tứ cha một mình, săn bắn mà sống. Sáng nay đi chấn trên hỏi thăm tin tức, bán con mồi đổi chút dầu muối gạo mì. Hắn không ở nhà, ống khói vẫn còn khói, trong bếp lửa vẫn còn mà có người đang nấu ăn. Nghiêu thất nương, người có biết ngu ngốc như chư tỷ tỷ bán đứng cha ngươi, người cũng muốn học theo, bán ta và tang thập tứ cho nam chiếu sao? câu nói đó làm tang thập tứ và nghiêu thất nương nghẹn lời không phản bác được tang thập tứ thấy nghiêu thất nương ủy khuất vội kéo nàng đi thất nương chúng ta ra sau nhà rửa mặt đi hắn nịnh nọt cười với dương tĩnh uyên rồi vội kéo nghiêu thất nương chạy ra cửa sau mặt trời lên cao chiếu sáng rực rỡ trói vào mắt dương tĩnh uyên khiến hắn mỏi mệt hắn đặt thùng nước xuống ngồi dựa vào tường viện Bên tường viện trồng vài cây tam giác mạch khỏe mạnh, mùa đông vẫn nở đầy hoa như lửa, che khuất thân ảnh của hắn nhưng không ngăn được ánh mắt hắn nhìn về phía phường nhuộm dưới chân núi. Nam Triều tấn công Ích Châu, vượt qua đại độ sông hiểm chờ để chiếm giữ. Dương Tĩnh viên nghĩ rằng triều đình không thể chịu đựng sự nhục nhã này, chỉ chờ lệnh là quân sẽ vượt sông. Nhưng Nam Chiếu bắt nhiều thợ thủ công xuôi Nam, chiếm hết lợi ích, lại rào hoạt phái sứ thần đi trường An cầu hòa các loại vô lại đầy trách nhiệm cho tiết độ sứ tham lam. Hoàng đế muốn giữ vẻ thiên uy nhưng quốc khố lại không có tiền. Không chịu nổi sự thuyết phục của văn thần, đành phải chấp nhận hòa với Nam Chiếu. Đường quân rút lui. Hào phóng. Nhường bờ sông đại độ cho Nam Chiếu. Giấc mơ phóng ngựa Nam Chiếu của Dương Tĩnh Nguyên tan vỡ. Thư tiên sinh nói đại đường sớm muộn gì cũng sẽ tấn công trở lại. Sớm là khi nào, muộn là lúc nào, triều đình có thể đợi cơ hội nhưng Dương Tĩnh Nguyên không thể chờ. Nhắm mắt lại, trước mắt hắn đều thấy quý anh anh trên cầu. Người nam chiếu sẽ đối đãi nàng thế nào? Dương Tĩnh Nguyên ban đêm mơ thấy nàng máu chảy đầm đìa. Hắn không thể sống thêm một ngày nào nữa. Thư tiên sinh không thể ngăn hắn. Dương đại lão ra cứu mạng thư tiên sinh, đổi lấy đôi mắt rào hoạt của thư tiên sinh chuyển động đại đường sớm muộn sẽ dạy cho Nam Chiếu một bài học. Vậy hãy để Dương Tĩnh Nguyên lèn vào Nam Chiếu làm trinh sát tiết độ sứ phía đông sông không phản đối, triều đình ghét chiến tranh, không có nghĩa là hắn chịu thua. Tương lai khi thánh thượng muốn đánh Nam Chiếu, lãnh binh tiến công chắc chắn sẽ là kiếm Nam Đạo đóng quân. Vì vậy, gửi trinh sát tiến vào Nam Chiếu sớm cũng là điều tốt. Nhiều phó đô đốc hy sinh cho tổ quốc, như ngũ nương bị bắt, như ngũ nương bảo vệ mẫu thân đi trường an. như phu nhân bị ảnh hưởng tinh thần vì mất chồng và đứa con gái yêu quý. Nhiều phu nhân thương nhớ chồng, dù Nhiêu Phó Đồ Đốc đã qua đời. Nhiều ngũ nương sống sót trở thành nỗi đau trong lòng như phu nhân. Tâm bệnh cần tâm dược trị, như phu nhân có con trai chăm sóc, như thất nương với sức mạnh của mình, gói đồ quyết định đi Nam Chiếu cứu như ngũ nương. Nàng nói đau lòng, dù sao chịu tang có ba năm, nếu không cứu được tỷ tỷ, ba năm không trở về, liền để tang thập tứ cưới người khác tang thập tứ không thể để nàng đi một mình, không ngăn được sức mạnh của như Thất Nương, dứt khoát cùng nàng đi. Hai người gặp Dương Tĩnh Uyên và Hàn Tứ Cha tại bờ sông Đại Độ. Hàn Tứ Cha là thám báo của Đại Đường, năm thiên bảo, Đại Đường tấn công Nam Chiếu, toàn quân bị diệt. Tổ tiên Hàn Tứ Cha giỏi trốn vào núi, được phụ nữ Nam Chiếu cứu, trở thành con rể Nam Chiếu. Đến chết cũng không quên truyền lại lệnh bài trinh sát cho con trai. Thịnh Phong Trạch dẫn quân tấn công Ích Châu, Hàn Tứ Cha chưa đầy 50, cũng bị trinh phạt binh. Một mình hắn nhân cơ hội chạy về đại đường, nhưng bị đường quân bắt, đưa đến Thư Tiên Sinh, lại dẫn trinh sát trở về Nam Chiếu. Tối hôm qua, Hàn Tứ Cha thuận lợi mang ba người trèo đèo lội suối lẻn về Bạch Thạch Giới Hạn. Giống như giọt nước rơi vào sông, bị đường quân đuổi theo và mất dấu, một mình về nhà mà không gây nghi ngờ cho ai sáng sớm hôm nay hàn tứ cha mang theo thức ăn quê đi chân núi đổi dầu muối gạo mì người quen ở trấn vui vẻ giúp đỡ giá cả đều rất hợp lý hàn tứ cha nhìn qua đầu phố dài phường nhuộm cười vui vẻ mang theo hai con thỏ hoang đi qua trong đầu hắn ghi nhớ rõ ràng hình ảnh quý anh anh mà tang thập tứ vẽ lúc này cổng bạch nhai cung mở rộng thịnh phong trạch dẫn theo một đội thị vệ nhanh như gió bay lên núi lễ phật vội vã đi chương 254 Chạy xuống sườn núi bên bờ sông, thịnh phong chạch vì cương ngựa lại. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy cửa chính cao lớn của phường nhuộm. Từ Thái Hòa Thành, xe ngựa dừng lại trước cửa phường nhuộm. Hắn đã đến muộn. Đỗ ngạn đã có mặt ở phường nhuộm. Thịnh phong trạch khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Vào tay đỗ ngạn, quý anh anh liền trở thành con cá nhỏ hấp dẫn, dùng để dụ dỗ hắn dù hắn sẵn lòng mắc câu, nhưng không có nghĩa là hắn muốn rơi vào bẫy của đỗ ngạn. Lạnh lùng nhìn qua đoàn xe trước cửa phường nhuộm, thịnh phong trạch vẫn ngồi yên trên lưng ngựa. Đội thị vệ phía sau hắn cũng dừng lại, xích hồ liếc nhìn về phía phường nhuộm, trong lòng đầy khó hiểu. Chủ tử đây là thế nào? Đường đường là vương đệ của quốc chủ, nhìn chúng một cô gái mà lại phải xem sắc mặt của thanh bình quan. Thật sự để đỗ ngạn mang quý anh anh đi. Bạch Nhai Cung làm sao chịu nổi điều này. Nhưng hắn không dám thúc giục, quay quanh đến bên cạnh một thị vệ nhắc nhở thịnh phong trạch. Cứ thế này sao được, chủ tử chưa gật đầu, ai dám động đến người ở Bạch Nhai Cung. Thịnh phong trạch bỗng tỉnh ngộ, đôi mày nhăn giãn ra. Triều thần chỉ trích, vương huynh chỉ biết vui mừng khi việc thành. Hắn là huynh đệ thân thiết của quốc chủ, chỉ cần không đoạt quyền tạo phản. Dù hắn có hoang đường một chút, Đỗ ngạn có thể làm gì được hắn? Hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm, xích hồ theo sau cũng thở phào. Hắn nói khẽ. Chắc mama đã an trí nàng ở gần khu ven sông. Khu gần ven sông, để tiện quản lý người ra vào phường nhuộm, bên cạnh mở một lối cửa nhỏ. Thịnh phong trạch đổi hướng ngựa, chạy nhanh về phía bờ sông. Chuyện mang quý anh anh đi từ phường nhuộm là chuyện nhỏ nhặt, thanh bình quan đỗ ngạn sẽ không đích thân đến bởi vì tin vào nghiêu ngũ nương, hắn giao việc này cho triệu tu duyên. Hồi tưởng lại ngày bị nhục trước mặt mọi người ở phường nhuộm, triệu tu duyên càng thêm hận. Ngày xưa không bằng bây giờ, hắn mất thể diệt ở phường nhuộm này, nhất định phải lấy lại từ đây. Trước khi đến Nam Chiếu, trong lòng triệu tu duyên, Bạch Vương Thịnh Phong Trạch luôn là hình tượng cao quý. Những ngày này, triệu tu duyên hỏi thăm về thế lực của triều đình Nam Chiếu ở hàng dệt máy hắn ngạc nhiên phát hiện dù dẫn tam quân công kích vương đệ của quốc chủ ở nam chiếu cũng không phải là người có thể hất hàm sai khiến thịnh phong trạch chỉ có thế lực giới hạn trong thái ấp của hắn thái ấp của hắn ngoài đất đai rộng lớn và hơn vạn nô lệ lực lượng có thể chiến đấu chỉ chưa đến một ngàn quốc chủ nam chiếu chỉ ban cho các huynh đệ cùng họ sự tôn vinh và tài phú so về quyền thế trong triều thịnh phong trạch còn không bằng thanh bình quan đỗ ngạn được quốc chủ sủng ái rõ ràng đã hứa nếu bắt được quý anh anh sẽ giao cho mình nhưng trước mặt mọi người lại đoạt nàng đi hành vi của thịnh phong trạch trong lòng triệu tu duyên không khác gì là bội bạc hoành đao đoạt ái cú đá của thịnh phong trạch không chỉ làm tổn thương lòng tự tôn của triệu tu duyên mà còn đẩy hắn về phía phe thanh bình quan đỗ ngạn triệu tu duyên ngồi ngay ngắn trên xe ngựa nhớ đến vợ xấu nghiêu ngũ nương hắn nhớ đến đêm động phòng với nghiêu ngũ nương nhiều ngũ nương nói ra hai chữ. Đồng bọn, chấm, hiện tại, hắn đang suy nghĩ cách đáp lại đỗ ngạn. Nhiều ngũ nương đã xử lý chuyện này thỏa đáng. Nàng dùng hoán hoa cẩm để giúp đỗ ngạn có lý do bắt quý anh anh. Cũng khiến triệu tu duyên bỏ ý định đá nghiêu ngũ nương ra khỏi triệu gia. Ở Nam Chiếu xa lạ, hắn cần một đồng bọn như nghiêu ngũ nương. Có lệnh của Thanh Bình Quan và lý do bắt quý anh anh thỏa đáng, không sợ phường nhuộm không giao người. Quan lại nhỏ và quản lý phường nhuộm cung kính đứng ở cửa một lúc, Triệu Tu Duyên mới chậm rãi xuống xe. Phục vụ Bạch Vương, sao không thấy ngươi vào ở Bạch Nhai Cung? Triệu Tu Duyên tự lầm bầm, kiêu căng nhìn về phía quan lại nhỏ đang cúi người cười làm lành và chắc Mama đang cúi đầu thi lễ. Trước kiêu căng, sau cung kính, đây là sự biến đổi do quyền lực mang lại, Triệu Tu Duyên quyết định đứng về phía thanh bình quan đỗ ngạn bổn quan phụng lệnh thanh bình đại nhân và đại sứ mời quý nghị nương đến đan phường điều phối sợi tơ hàng dệt hoán hoa cầm triệu tu duyên lấy ra lệnh bài của đỗ ngạn phó sứ đại nhân mời vào phòng khách nghỉ ngơi hạ quan sẽ sai người đi đón dương quý thị quan lại nhỏ thấy lệnh bài thầm thờ phào nhẹ nhõm có lệnh bài của thanh bình quan bạch vương điện hạ cũng không thể gây phiền phức cho mình cùng triệu tu duyên ngồi trong phòng khách phường nhuộm không chờ được thịnh phong trạch đến chắc ma ma thầm thở dài mở miệng nói lão thân sẽ đi gọi dương quý thị không cần bổn quan sẽ tự đi triệu tu duyên kiêu căng nói lần này thịnh phong trạch còn dám đoạt nàng đi sao hắn thật sự không thể chờ đợi được để xem vẻ mặt của quý anh anh quan lại nhỏ và chắc ma ma bất đắc dĩ liếc nhau cúi đầu đi theo sau lưng triệu tu duyên bước về phía khu gần nước gần đến hoàng hôn Mặt trời vẫn sáng lạn, từ cửa sổ, ánh nắng chiếu sáng trên bàn gỗ lớn trong căn nhà. Những tấm vải với màu sắc rực rỡ như những bông hoa đang nở rộ trên bàn. Phu nhân thật là khéo tay. A Kim cẩn thận vuốt ve những tấm vải. Dùng thuốc nhuộm đặc sản của Nam Chiếu để nhuộm vải, lại có thể nhuộm ra nhiều màu sắc diễm lệ như vậy. A Kim nhìn quen mắt, nếu như con gái mình xuất giá mà có thể mặc chiếc váy làm từ loại vải này thì thật tốt biết bao. Quý anh anh mỉm cười. Chuyện này có gì khó khăn, ngươi tự chuẩn bị vải và thuốc nhuộm, ta sẽ giúp ngươi nhuộm riêng. A Kim lo lắng nói, nô tỳ chỉ có vải thô do nhà mình đan, vải nào cũng sẽ đẹp. Quý anh anh ôn tồn nói, ngươi về nhà lấy ra, ngày mai sẽ có thể nhuộm. Các nô tỳ như A Kim ở nam chiếu đều sống bên ngoài phường nhuộm. Được quý anh anh cho phép, A Kim vui mừng ngạc nhiên, vội vã đi lấy vải quý anh anh xoay người lấy trên bàn một sấp vải nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa nàng cười nói a à, kim sao chạy vội thế quay người lại nàng nhìn thấy thịnh phong trạch ánh mặt trời chiếu sau lưng hắn bóng dài in trên mặt đất như vội vã áo choàng đen nhẹ nhàng tung bay ánh mắt nàng rơi vào bên hông hắn đai lưng rộng màu xanh đậm khà một hàng bảo thạch đỏ xanh ánh lên những tia sáng trầm lắng trên đai lưng có một dây bạc treo thanh tiểu đao cong như nguyệt câu. Tay hắn thả bên người từ từ siết chặt, như siết chặt tim quý anh anh, khiến nàng không tự chủ được mà căng thẳng. Tại sao Thịnh Phong Trạch lại đến đây? Bạch Vương Điện hạ, quý anh anh thả mắt xuống, khẽ chào, nhìn thấy hắn tiến về phía mình. Hắn bước những bước lớn, vài bước đã đến trước mặt nàng. Những thứ này đều là vải nhuộm thử hắn luôn suy nghĩ làm sao để Nam Chiếu học được cách nhuộm vải của chức cầm. Những tấm vải nhuộm mới này coi như là ân tình của hắn. Quý anh anh xoay người, mở những tấm vải đã gấp. Là, Điền Hà thấy thế nào? Thịnh Phong Trạch đã nghĩ ra lời nói nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Một nỗi đau khổ lan từ lưỡi ra khắp người. Còn voi nam chiếu không bao giờ cúi đầu khi bị giết, lúc chết luôn ngừng cao cổ và rên rỉ sự kiêu ngạo khiến hắn không thể nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này. Hắn đổi lời, nói với quý anh anh. Quốc chủ sau khi thấy bức lâm giang tiên của triệu gia, rất tò mò về tân gấm mà dương gia chuẩn bị mang đi thi đấu năm nay. Thanh Bình quan đề nghị ngươi đến đan phường để đan hoán hoa cẩm của dương gia. Phó cục hàng dệt máy triệu tu duyên hiện đã vào phường nhuộm. Đỗ ngạn, triệu tu duyên, dù rơi vào tay ai, nàng cũng không giữ được mình. Quý anh anh nhìn đăm đăm vào những tấm vải trên bàn gỗ, ngón tay từ từ vuốt ve. Nàng hiểu ý của thịnh phong trạch. Vương gia đến trước, là muốn đưa ta về bạch nhai cung. chương 255 Không chỉ đưa ngươi hồi cung, ta còn phải cho ngươi một danh phận mà đỗ ngạn và triệu tu duyên không thể động đến. Ngón tay thon dài trắng nõn của nàng vô ý thức di chuyển trên vải vóc rực rỡ, như gãi nhẹ vào lòng thịnh phong trạch vào buổi sáng hắn hít một hơi sâu nắm lấy tay nàng có chốt vội vàng ta có thể cho ngươi một danh phận danh phận công bố với thiên hạ nàng là em gái quốc chủ là nữ nhân của bạch vương thịnh phong trạch bàn tay hắn nóng như than quý anh anh run rẩy nhanh chóng rút tay ra thịnh phong trạch nắm chặt tay ánh mắt thoáng u ám khi ngẩng đầu lên hắn thấy quý anh anh đang mỉm cười nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời nụ cười của nàng rõ ràng mang theo chút châm chọc cuối cùng nàng không muốn thịnh phong trạch cảm thấy trong lòng quý anh anh hắn giống như những hạt bụi dưới ánh mặt trời chỉ cần một hơi thở nhẹ là có thể tan biến nhưng hắn đau lòng nghĩ dù vậy hắn vẫn muốn bảo vệ nàng hắn nhẹ nhàng nói chỉ là danh phận mà thôi quý anh anh ngẩn ngơ kiên quyết lắc đầu nỗi buồn nhạt nhòa từ đáy lòng thịnh phong trạch trào dâng cảm giác chua xót trào ra. Hắn đã cho nàng lời hứa như vậy, nàng vẫn không chịu. Thịnh Phong Trạch cho rằng danh phận có thể bảo vệ nàng, nhưng lại cắt đứt duyên phận giữa nàng và Dương Tĩnh Uyên. Dương Tĩnh Uyên đã là tướng quân đại đường, không thể chịu nổi nhục nhã này. Nếu nàng muốn trở lại đại đường trong tương lai, chỉ có thể tự sát. Nhìn ánh mắt kiên định trong trèo của quý anh anh, Thịnh Phong Trạch cảm thấy khó xử, một luồng khí dồn lên ót. Ngươi nghĩ bản vương là người lợi dụng lúc cháy nhà hôi của sao? Nàng nghĩ hắn là người như thế nào? Nếu hắn đúng như vậy, nàng còn có thể đứng đây an toàn sao? Ta biết ngươi không phải là người như vậy. Quý anh anh bật thốt lên. Ta trong lòng ngươi là người như thế nào? Lần đầu tiên cứu nàng ở vườn triệu gia, hắn nghe lời triệu tu duyên, muốn nàng truyền thụ tài nghệ trong ba năm. Cuối cùng, hắn không đòi hỏi thù lao, cứu nàng rời đi lần đầu tiên khởi hận, hắn suýt nữa bóp chết nàng. Nàng cũng không quên đã cào hắn vài vết. Ánh mắt họ giao nhau, ánh mắt thịnh phong trạch dần trở nên u buồn. Trong lòng hắn có tiếng gọi liên tục, người vẫn còn có ta trong lòng chứ. Dù chỉ một chút thôi. Đa tạ ngài mấy lần cứu giúp. Quý anh anh quyết định, yên lặng đối diện ánh mắt hắn, tâm từ hoảng loạn trở nên kiên định. Nàng thấp giọng nói. Có nhiều thứ quan trọng hơn cả mạng sống ví dụ như danh tiết. Thịnh phong trạch thở dài một hơi, lòng đầy đố kỷ, hận thù, chua sót, dù rơi vào tay đỗ ngạn và triệu tu duyên, dù bị hành hạ đến chết, nàng cũng không muốn dương tính uyên khó xử. Còn hắn thì sao? Thịnh phong trạch lặng lẽ hỏi mình, hắn không thể để nàng rơi vào tay triệu tu duyên và đỗ ngạn. Thịnh phong trạch cắn chặt răng, nắm cổ tay nàng, kéo quý anh anh đi ra ngoài. Vương gia quý anh anh dãy sủa bị hắn kéo đi lảo đảo nàng khẩn trương nói thịnh phong trạch ngươi buông tay ta không thể làm nữ nhân của ngươi thịnh phong trạch dừng bước mang theo một tia hy vọng cuối cùng quay đầu lại nhìn nàng nói chỉ là không thể thôi sao vì quốc hận gia cừu hay vì dương tĩnh uyên mà không thể hay ngươi không muốn ngươi có từng cảm động hay yêu thích ta chút nào không hắn vội vàng nhìn vào mặt nàng muốn thấy được lòng nàng nhưng lại sợ thấy vẻ xa cách. Quý anh anh hít sâu, môi mấp máy. Không, hắn không cần nghe nàng nói. Thịnh phong trạch hét lớn. Ngươi không cần nói. Hắn không muốn nghe. Lúc này, từ cửa sân vang lên tiếng người ồn ào và giọng lạnh lùng của xích hồ. Vương gia đang bàn chuyện với quý nương tử, không ai được làm phiền. Giọng triệu tu duyên vọng tới. Quốc chủ có lệnh. Nàng không muốn tự tìm đường chết nàng không quên được sự nhục nhã và bất lực triệu tu duyên mang đến vào đêm đó. Nhưng nàng không có cách nào khác, nàng không thể nhận danh phận của thịnh phong trạch vì sống cầu thả mà làm dương tĩnh nguyên khó xử. Quý anh anh dùng tay gỡ từng món tay của thịnh phong trạch nhẹ nhàng nói. Có lẽ tài nấu nướng của ta có thể bảo vệ ta chu toàn. Vương gia không cần phải lo lắng. Trước đây, tại sao không thấy quy củ lễ nghi của người Hán chán ghét như vậy? Thịnh Phong Trạch nghĩ, từ bên hông rút ra con dao găm tinh xảo bằng bạc, đặt vào tay nàng. Lại một con dao bạc cầu hôn, quý anh anh cười ngượng ngùng. Ta đã có dao của Tam Lang tặng rồi. Chưa kịp nói hết, Thịnh Phong Trạch nắm chặt tay nàng đâm vào ngực phải của mình. Máu nhanh chóng thấm ướt tà áo xanh đậm của hắn, quý anh anh bàng hoàng trợn mắt, vô ý thức rút tay ra. Thịnh Phong Trạch giữ chặt tay nàng, máu tươi chảy xuống từ bàn tay họ nắm chặt. Cảm giác đau nhói áp chế nỗi chua xót trong lòng. Nếu trước đây hắn không có thân phận này thì tốt biết bao. Nếu trong lòng nàng, hắn vẫn là người cứu nàng trong nguy nan thì tốt biết bao. Thịnh Phong Trạch, ngươi làm cái gì? Quý Anh anh run giọng gọi tên hắn, không dám dùng lực để rút tay ra khỏi tay hắn. Trong lòng nàng, dù hắn dẫn binh tấn công đại đường, nàng cũng không muốn làm tổn thương hắn sao? Ý nghĩ này khiến lòng Thịnh Phong Trạch mềm lại hồi tưởng đến lần đầu gặp nàng thịnh phong trạch lại kiên định hơn rơi vào tay triệu tu duyên hắn chỉ càng lo lắng thêm thịnh phong trạch buông tay dao găm rơi leng keng trên mặt đất hắn đè tay lên vết thương trên ngực nhẹ nhàng nói hành thích bản vương không ai có thể mang đi chỉ có bản vương mới có thể xử lý quý anh anh đầu óc mơ hồ tay nhanh chóng đặt lên vết thương của hắn thịnh phong trạch nắm chặt tay nàng đè lên ngực mình Thấp giọng nói. Dù thế nào, người cũng không thể đi cùng Triệu Tu Duyên. Hắn thả tự đâm mình một nhát, cũng muốn bảo vệ nàng. Quý Anh anh run rẩy, nhận ra mình rất chán ghét Thịnh Phong Trạch, chán ghét hắn ban ân, buộc nàng phải chịu ơn hắn, nàng làm sao có thể chịu nổi. "Cần gì chứ?" Ba chữ này nhẹ nhàng như lời mê, nhưng lại sắc bén như châm. Thịnh Phong Trạch nhất thời không phân biệt được đau do vết thương hay do nỗi đau trong lòng thấp giọng nói. Nếu ngươi khiến ta chịu đau này, ta sẽ xin vương huynh thả ngươi, ngươi sẽ không thể trở về. Quý anh anh trợn mắt há hốc mồm, hắn làm sao có thể vô lại như vậy? Thịnh phong trạch không muốn thuyết phục nàng thêm, liền hướng ra ngoài gọi to. Xích hổ. Xích hổ nghe tiếng gọi, lập tức mang người vào. Trong giây lát, phòng chật kín người. Vương gia thấy thịnh phong trạch dính đầy máu, mặt quan lại nhỏ tái nhợt. Bạch Vương bị đâm trong cơn giận dữ có thể giết cả phường nhuộm. Hắn gấp gáp gọi người đi tìm Lang Trung. Trác Ma ma nhanh nhẹn kéo mảnh vải trắng chưa nhuộm để băng bó vết thương cho Thịnh Phong Trạch. Quý Anh Anh ngơ ngác nhìn hắn qua đám người hỗn loạn. Thịnh Phong Trạch vẫn mỉm cười với nàng. Quý Anh Anh chỉ có thể cười khổ. Với thân thủ của vương gia, Quý Anh Anh có thể rút dao bạc đâm hắn sao? Còn cười vui vẻ như vậy? những vệ sĩ này đều mù sao? Xích hồ chừng mắt nhìn, giận dữ rút đau, chỉ vào quý anh anh nói. Dám hành thích vương gia, người chán sống. Làm bộ sẽ chém xuống. Hắn đắc ý nghĩ, vương gia người sẽ cản hay không? Không được giết. Triệu tu duyên mới phản ứng, quát lớn chế ngự xích hồ, tiến lên hai bước hành lễ với thịnh phong trạch nói. Vương gia bớt giận, quốc chủ vẫn chờ nàng dệt hoán hoa cẩm. Hãy để nàng lập công chuộc tội nếu không dệt được hoán hoa cẩm giết nàng cũng chưa muộn thịnh phong trạch giận dữ nực cười bản vương chỉ huy hai mươi vạn đại quân bắt về hơn một vạn thợ thủ công chỉ có nàng mới có thể dệt hoán hoa cẩm ngươi là ai dám bao che thích khách đâm bị thương bản vương nghe vậy vô số mũi đao lập tức chỉ vào triệu tu duyên xích hồ lạnh lùng nói chẳng lẽ phó sứ đại nhân là đồng bọn của nàng triệu tu duyên liên tục khoát tay không Ta không phải là. Thịnh phong trạch lạnh lùng nói. đưa nàng về cung. nói xong, hắn không nhìn triệu tu duyên ngẩng đầu bước ra ngoài cửa. Quý anh anh chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị hai vệ sĩ kéo ra cửa. khi triệu tu duyên và các quan lại phường nhuộm kịp phản ứng, thịnh phong trạch đã được vệ sĩ vây quanh rời đi. vương gia quan lại nhỏ lúc này không còn để ý đến triệu tu duyên mặt tái nhợt đuổi theo. chỉ trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại triệu tu duyên và các thuộc hạ quan lại. Triệu phó sứ, chuyện này cần mau chóng hồi báo thanh bình đại nhân. Một quan lại nhỏ giọng nhắc nhở. Triệu tu duyên như tỉnh khỏi giấc mộng, hắn không đủ can đảm để cướp người từ tay thịnh phong trạch. Việc này phải để đỗ ngạn quyết định, ra khỏi sân nhỏ, thấy quan lại cúi đầu ủ rũ dẫn phường nhuộm trở về. Rõ ràng thịnh phong trạch đã mang quý anh anh về cung. Hắn bước tới, định nói gì đó, quan lại nhỏ liếc mắt, chắp tay nói. Triều phó sứ, xin cứ tự nhiên. Quan lại phường nhuộm bỏ mặc triệu tu duyên đứng một bên, ngang nhiên rời đi. Không còn chút nào sự cung kính lúc trước, triệu tu duyên tức giận, nhưng bó tay hết cách, chỉ đành vội vã trở về thành. Tiếng hò hét ồn ào, phường nhuộm chật kín dân chúng xem náo nhiệt. Hàn tứ cha nhìn thấy thịnh phong trạch trong đoàn quân, bên cạnh là nữ tử mặc váy dài rực rỡ, có chút đồng tình với thiếu niên tướng quân đại đường đến Nam Chiếu làm trinh sát. Khi thấy Triệu Tu Duyên tức giận mang đám người rời đi, Hàn Tứ Cha cười hớn hở, cõng cây sọt tiến đến cửa phường nhuộm. Đưa cho quan lại quản lý phường nhuộm hai con thỏ hoang làm đồ nhắm, Hàn Tứ Cha đơn giản nghe về chuyện của quý anh anh. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn